con gái ơi. Ba cậu kia à? Người bẩn thỉu, hôi hám thế. Con gái chờ ba lâu chưa? Đi cái xe cà tàng này bao giờ mới về đến nhà? Ba tớ đến rồi kìa. Ba ơi, cuối tuần này dẫn con đi hiệu sách nha. Cuối tuần ba bận họp rồi. Ba. Cuối tuần con cái thích đi đâu ba dẫn đi. Cậu đạp vô thì bỏ ngắm thì nha. Được rồi. Ba ơi, con thích mình cùng ăn pizza và gà rán. Thẻ đây, con thích ăn gì tự order về, ba bận lắm. Món này ba mới học cách làm đó. Ngon ba. Con cái ăn nhiều vào ha. Ba khảo lên đám kìa. Con gái ơi. Chúng ta đổi ba một ngày được không?